lên danh sách và kiểm tra dụng cụ trước ngày đua aquathlon gồm hai môn phối hợp bơi, chạy. Vì vậy, vận động viên sẽ phải chuẩn bị nhiều dụng cụ hơn so với việc chỉ chơi một môn. Để cuộc đua suôn sẻ ngay từ đầu, người chơi nên viết danh sách các dụng cụ cần có, kiểm tra một ngày trước sự kiện để đảm bảo không quên gì khi bước vào cuộc đua. Một vận động viên sau khi hoàn thành phần bơi, chuyển tiếp phần chạy, ảnh, AV1, những thiết bị quan trọng nhất là kính bơi. Người tham gia nên mang theo hai cặp kính, một cặp có tròng trong suốt, sử dụng trong trường hợp ánh sáng yếu vào sáng sớm hoặc ngày đua âm u. Kính bơi tròng tối hơn dành cho không gian sáng hoặc trời nắng nhằm giảm chói khi bơi. Bên cạnh đó, vận động viên cần mang theo đai hoặc ghim băng đeo bít, giày chạy, khăn tắm, chi suốt hoặc đồ bơi, nước và gel, muối để nạp năng lượng. Mũ bơi cũng là thứ không thể thiếu. Aquaman Việt Nam bắt buộc vận động viên dùng mũ của ban tổ chức khi thi đấu. Mũ chia theo màu để phân biệt từng cự ly. Ghi nhớ lối di chuyển đúng quy định DNSI. Aquaman Việt Nam có 4 cự ly diễn ra trên cùng một đường đua. Đường bơi, khu chuyển tiếp, lối di chuyển của các cự ly có sự khác biệt. Khu chuyển tiếp của thể thức thi đấu tiếp sức được bố trí riêng. Tại đây, vận động viên trao chip tam cho đồng đội. Người tham gia phải ghi nhớ các điểm quay đầu, số vòng bơi hoặc chạy của từng cự ly và các điểm ra, vào. Hai vận động viên khi hoàn thành phần thi bơi, ảnh, AV ở giải Aquaman Việt Nam, vận động viên chỉ được phép thay đổi tại khu vực do ban tổ chức sắp xếp. Với những người mới chơi môn phối hợp, chạy sau quãng đường bơi là thử thách lớn, đòi hỏi thể lực, tinh thần và một sự chuẩn bị chu đáo. Hãy chuẩn bị khăn để làm khô người, bàn chân trước khi mang giày chạy, đảm bảo đôi chân có cảm giác thoải mái nhất. Để tránh nhầm lẫn, hãy đọc kỹ bản đồ và các bảng chỉ đạo.